Và xin chào cả nhà nhé, xin mời cả nhà quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bài Nhật. Video hôm nay lên sóng giới thiệu báo giá cho cả nhà ta 14 mẫu xe dạng dòng xe trợ lực nhé. Trợ lực khung võng cũng có, trợ lực khung ngang cũng có, dòng xe touring trợ lực, thể thao trợ lực và dòng xe nội trợ trợ lực, đồng thời có thể đi thể thao luôn. Bác đang xem video cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn các bác. Và sau đây em sẽ đi quay cận cảnh từng mã xe và báo giá cụ thể cho các bác, giới thiệu sơ qua về cấu hình của xe để các bác xem mọi thứ các bác ưng mã xe nào trong 14 mẫu xe trợ lực này thì các bác cứ nhắn tin cho em qua số Zalo là 0912 746 836, và số điện thoại cũng để chạy ở phần đầu của video, các bác nhớ đọc nhé. Mời các bác xem chi tiết về giá cũng như hãng xe. Chiếc đầu tiên mang mã là X1 nha các bác. X1 giá đây 11 triệu đồng bao ship tận nhà nhé. Con xe này là con xe của Bridgestone, bản Asita, có màu vàng cam rất chi là đẹp. Khung võng đơn, xe là khung sườn nhôm nhé, khung sườn nhôm càng thép cổ nha các bác, màu vàng cam. Chiếc xe nguyên bản. Cái dòng xe trợ lực này em cũng nói luôn với các bác là bên em là nhập đóng thùng ở bên Nhật về luôn. Bên em không phải qua kho để dọn dẹp chỉnh sửa gì đâu nhá. Nó nguyên bản zin đét hết nha các bác. Đấy. Chiếc X1 nhá. Giá 11 triệu đồng nhá. Con xe trợ lực, bình trợ lực của nó, pin trợ lực của nó đây các bác. Pin con này là pin 12.8Ah nhá. Lực pin của nó là 12.8 nhé. Lốc của Yamaha này. Khung sườn nhôm màu vàng cam rất đẹp của Bridgestone, hàng nội địa Nhật. Có khóa cổ nữa. Con này là bản trợ lực. Con này là trợ lực đây. Bảng điều khiển trợ lực của nó đây các bác. Đấy. Còn rất chi là chất luôn. Cái này thì các bác cứ liên hệ qua Zalo cho em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác nhé. Giỏ hàng của nó giỏ inox bản rộng rồi, có trang bị đèn của Yamaha Spark các bác, đèn của Yamaha luôn, bầu đèn nó có chảy xước đấy. Xe hàng bản Nhật mà, cái khóa phía sau đây, khóa zin đét theo xe luôn, nó rất nhạy. Đùm sau của xe là đùm 3 số nha các bác, và sử dụng bộ vặn xả đùm 3 số nhé. Dòng xe khung võng đơn này nó sử dụng bộ vặn xả đùm 3 số hết nha các bác. Em giới thiệu chi tiết con xe này, những con xe sau nó y như vậy nha các bác. Các bác thích màu xe thì và mã xe các bác nhắn cho em thôi. Phanh sau phanh ổ bi nha các bác. Phanh sau phanh ổ bi này. Đùm 3 số của Shimano nhá. Các ba ga là gọng nhôm sơn màu cam luôn. Gọng to đấy. Phanh trước là phanh gọng nhôm 3 mảnh nhá. Phần trước của nó là gọng nhôm 3 mảnh. Bánh con này là bánh 24 rồi các bạn, lốp của Kenda. Bánh 24 rồi. Bánh con này bánh 24 x 13/8 lốp Kenda nhá. Với cấu hình này thì các bác lên chiều cao là 1m50 trở lên thì đi rất đẹp nhá. Từ 1m50 trở lên là đi rất đẹp nhá. X1 giá 11 triệu đồng báo ship tận nhà. Con thứ hai là con X2. X2 nhá, giá 13 triệu đồng nhá. Con 2B màu đen, khung sườn chủ đạo là màu đen. Khung sườn chủ đạo của nó là màu đen nhá, khung sườn nhôm nhá. Con này cũng khung sườn nhôm. 2B. Nó còn các cái tem BAA, các xe này đều có tem BAA, tem kiểm định. Rất chi là chặt chẽ bên Nhật rồi. Rất chất luôn. Bình của Bridgestone nhá, bình của Bridgestone nhá. Bình con này là bình 6.6Ah các bạn, bình 6.6Ah, ba ga gọng zin đét theo xe luôn, từng cái rè cũng zin theo xe luôn đấy. 13 triệu. X2 nha các bạn, X2. Con này cấu hình bánh của nó này là lốp này, lốp cũng zin này, lốp Kenda rồi. Cấu hình bánh con này bánh 26 các bạn. Với cấu hình này các bác lên chiều cao 1m55 trở lên là đi ok nhá. Con này có bản trợ lực của nó đây. Đó. Bên tay trái
sử dụng bộ vặn xả nha các bác. Con này sử dụng bộ vặn xả. Và con này là có cả cảm biến đo vòng. Đấy, cảm biến đo vòng ở như bánh trước nha. Và khóa luôn ạ. À. Khóa con này, khóa cổ con này là đi riêng nhá. Khóa có vừa đi cái tôn luôn này. Đi riêng bên tay phải đây các bác này. Bấm khóa và khóa cổ đấy. Để giữ thăng bằng thì con này bán dọ của nó là bán dọ rộng nhá. Ghi đồng cô tăng mạ đồng rất chi là mạ vàng rất đẹp luôn. Nguyên zin theo xe nhá. X2 giá 13 triệu đồng. Báo ship tận nhà luôn. Tiếp theo là một con touring. Một con touring trợ lực. Màu ghi trắng rất đẹp. Touring trợ lực màu ghi trắng, bản điều khiển trợ lực là Eco Navi. Rất chất. Pin của nó đây. Pin zin theo xe luôn, màu trắng. Tem BAA đây các bác này. Xe này là khung sườn nhôm nha các bác. Xe này là khung sườn nhôm. Con này càng nhôm luôn các bác. Con này khung sườn nhôm càng nhôm luôn. Ưu đãi con đầu tiên con trợ lực khung càng nhôm, full nhôm. 14.500.000. Báo ship tận nhà luôn. Tiếp theo là con mã X4 nha các bác. X4 Panasonic luôn nhá. Panasonic touring trợ lực. Bản điều khiển Eco Navi. Mọi thứ nguyên zin đét theo xe. Phanh sau là phanh ổ bi, phanh trước là phanh thắng ngang 3 mảnh. Con này là sử dụng là 7 lít các bạn. 7 lít. Còn cái con cao cấp này 2 4 6 8, con này 10 lít à. Con này 10 lít. Báo cái giá này các bác là rất ưu đãi rồi. Con đầu tiên trong touring trợ lực nhá. Con này cũng giá 14.500 này. Con X4 này các bác này. Màu trắng nhá. Màu trắng. Tiếp theo là con X5. Mini trợ lực cào cào. Mini trợ lực cào cào. Pin của nó đây. Pin của Bridgestone. Pin của Bridgestone nhá. Con này là 8.7 mã lực nhá, 8.7 AH. Khóa zin theo xe. Dáng cào cào màu xanh cobalt. Rất đẹp. Giá cũng 14.500.000 đồng. Còn thấp còn cao thì em cũng là để đồng giá, tuy nhiên con này đùng 8 số các bạn. Con này đùng 8 số, rất chi là chất luôn này. Phanh ổ bi này, đùm 8 số này. Lốc máy của Yamaha này. Nguyên zin theo xe màu xanh cô bàn rất đẹp. Dáng cào cào với cấu hình bánh 27 này. Thì các bác lên chiều cao cho em là từ 1m58 trở lên là đi đẹp nhé. Từ 1m58 trở lên là đi rất đẹp luôn. Vừa đi thể thao vừa đi nội trợ cực chất. 14.500.000 đồng báo ship tận nhà X5 nhé. Còn X6 này. Còn X6 này sử dụng xe này cho trẻ em cũng đi được nhé. Xe dạng kiểu độc ăn chơi rất dài, cấu hình xe rất dài, có màu xanh rêu rất chỉ là đẹp, khung sườn nhôm dạng nhôm mài nhá, dạng nhôm mài càng trước là càng thép cổ của Yamaha Spark nhá, xe của Yamaha Spark Kids dành cho lứa tuổi nhỏ. X6 giá 13 triệu đồng báo ship tận nhà luôn. In của nó, in của bởi cái tôn zin đét theo xe luôn này. Tiếp theo con X7 này. X7 giá 11 triệu nhá. Đến dòng xe giá 11 triệu là dòng xe nữ. Con này bánh 26 các bạn. Bánh 26 x 1 3/8. Cấu hình chiều cao lên 1m55 trở lên đi rất ok luôn. Panasonic luôn. In của nó đây. Bình đây. Đó, phanh trước là phanh thắng ngàm 3 mảnh, phanh sau là phanh ổ bi. Con này sử dụng đùm 3 số. Con này có bản cấu hình trợ lực của Eco Navi. Rất chi là cao. Với màu đỏ cánh sen rất đẹp. Màu đỏ cánh sen. Tiếp theo là một con touring trợ lực full nhôm, khung sườn nhôm càng nhôm. Bản điều khiển trợ lực Eco Navi. Xe có màu đỏ cam rất đẹp. Mã X8. Giá 15 triệu đồng, bao ship tận nhà luôn. Tiếp theo là con X9 nha các bác. Con X9 là con trợ lực khung võng đơn, khung sườn nhôm. Có màu mận, đỏ, màu mận rất đẹp.
Đây, bình bình. Đùm con này là xem đùm mấy số nữa. À, đùm 3 số các bác ạ. Đùm con này đùm 3 số. Sử dụng bộ vặn xá của Shimano. Đùm của Shimano. Đùm 3 số rồi, đùm 3 số của Shimano rồi. Nguyên zin theo xe rồi. Phá nhổ bi của Shimano luôn. Chân chống kép rất đẹp, màu đỏ mận, in của Yamaha X9 giá 11 triệu đồng. Rất đẹp với cấu hình bánh lốp. Xe này các bác cũng lên chiều cao là 1m55 trở lên là đi ok nhá. Anh 26 cả. Rồi, tiếp theo là cùng con Yamaha Spark X10 cũng 11 triệu đồng. Con này màu nâu cà phê rất đẹp này. Nâu cà phê nhá. Trang bị đầy đủ hết. Con này là các bác gà sau này trang bị là các bác gà gọng inox nha các bác. Con này thì pin đang sạc nhá. Pin bên em đang sạc ở dưới nhá. Con này cũng sử dụng đùm 3 số nhá. Bản điều khiển trợ lực của nó đây. À, bản điều khiển trợ lực của nó đây. Pin đang sạc. Khóa đầy đủ hết, khóa Panasonic. Còn tiếp theo là X11 giá 11 triệu đồng. X11 giá 11 triệu đồng. Con này màu tím các bác ạ. Màu tím. Màu tím. Yamaha Spark. Pin bình đang còn. Bằng trợ lực đây. Con này hết pin rồi. Chưa sạc. Đây. X11 nha các bác. Giá 11 triệu đồng. Ai yêu thích màu tím thì đặt hàng ngay nhá. X12 đây các bác. X12. Màu đồng rất đẹp này, màu đồng. Tất cả những con xe này là sơn zin đét nha các bác, sơn zin đét luôn nhá. Bên em đóng thùng nhập từ bên Nhật về, hàng bãi Nhật về luôn. Chứ không không qua kho để chỉnh sửa để dọn dẹp gì đâu. Đấy, xe này về dùng luôn đấy các bác. Bên em cũng về kho để bán luôn chứ không phải dọn dẹp lau chùi gì hết. Con này cũng đùm 3 số của Shimano Nexus nhá. Phải nhổ bi nhá, cùi đề của Shimano luôn. Con này là pin cũng đang sạc nha các bác. Pin đang tháo ra để sạc nhá. Con này là khóa cổ, khóa vặn. Rất chất, X12 nhá. 11 triệu đồng, bao ship tận nhà. Tiếp theo con X13 này. Con X13 sử dụng bộ sơn bóng rất đẹp này. Màu hồng cánh sen này. Màu hồng cánh sen này. Sơn phủ bóng rất chất luôn. Những con xe này đều phủ bóng sơn và sơn zin của nó cả nha các bác. Cam kết luôn. Khung sườn tất cả mọi thứ zin đét luôn nha các bác. Còn chất lượng xe thì nó đạt từ 85-95% hết nha các bác. Rất chi là chất, sử dụng ok luôn. Con này cũng sử dụng bộ vặn xả đùm 3 số Shimano Nexus. Phanh sau là phanh hổ bi, quỷ đề của Shimano rồi. Pin đây, pin của Yamaha luôn, Spark. Đấy, mọi cái rè chắn đĩa cũng như là rè má bảo vệ trẻ em đều zin đét theo xe hết nhá. X13 cũng là giá 11 triệu nhá. Dạng khung võng đơn này các bác cứ nhớ giá cho em là 11 triệu nhá. X14 cũng là khung võng đơn này. Con này là màu này là màu đen cà phê các bác. Màu đen cà phê cũng Yamaha Spark khung võng đơn, khung sườn nhôm nhá. X14 nhá, giá 11 triệu đồng bao ship tận nhà luôn. Cũng đùm 3 số. Bản điều khiển trợ lực của nó đây. Pin đây. Pin con này là 8.7Ah nhé. 8.7Ah thì 6.6 và 8.7 là chính ạ. Còn nào trên một xíu 12.5, 12.4. Tất nhiên cái đó thì nó cũng pin như vậy thì sạc nó lâu hơn. Đi thì nó cũng ok hơn. Lâu hơn thì thông thường dòng xe này bác cứ sạc đầy pin thì đi tối đa khoảng 25km nhé. Trợ lực cho các bác tối đa 25 km, đạp rất nhẹ luôn. Chân chống xe này dạng chân chống kép cả, còn là có đế vòng kép. Các bác là yêu thích mã nào màu nào, quan trọng các bác yêu thích màu thôi. Thì là các cái bản xe này, xe thể thao hay là xe khung võng đơn, trợ lực nội trợ này, nó đều na ná như nhau, kiểu dáng xe, form xe như nhau. Còn nào bánh 24 thì dành cho người yếu chiều cao từ 1m50, còn là bánh 26 là từ 1m55 trở lên nhá. Bánh 27 thì 1m58 các bác đi được. Các bác yêu thích mã nào thì em đã giới thiệu rất chi tiết 14 mã xe.
Các bác cứ nhắn tin cho em qua số Zalo 0912 746 836. Kết bạn để em gửi hình ảnh tư vấn chi tiết hơn. Như là chúng ta sẽ đi đến cái việc là gửi hình ảnh rồi báo giá lại một lần nữa cho các bác. Giá hôm em niêm yết như trên video này là giá rất chuẩn để các bác sử dụng một chiếc xe nguyên bản Zindex của hàng bãi Nhật, rất chất lượng, trợ lực. Và xe này, hệ thống này về xe thì bên em đều bảo hành 1 năm cho các bác nhé. Còn về kỹ thuật thì các bác có thể hỏi bất kỳ lúc nào, kỹ thuật bên em sẽ trả lời cho các bác khi các bác là khách hàng nhé. Ngoài ra các bác là khách hàng thì các bác có thể được mua phụ kiện bên em với giá là rất chi là rẻ nhá, phụ kiện nhá. Phụ kiện nhập về như thế nào thì nếu khách hàng quen thì bán nguyên giá nhập về cho các bác, chỉ trừ tiền phí cước thôi. Vâng, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.